Nè, cái này là của 350 nè. Mặc dù chiếc xe này có 150 à. Còn đúng zin của 150 nó là như vậy nè. Không biết có đẹp gì hay không, nhưng mà 350 thì cái giá trị nó đương nhiên cao hơn. Cái này cũng 350 luôn nè. 350 giống y chang như mấy cái miếng kia. Đây là 350. Rồi mình sẽ chèn một cái ốp đầu của 150 zin cho quý vị coi cái chỗ này ha, để chèn vô. Xe này SH 150i ABS đời 2021. Màu trắng như quý vị đã thấy đó, màu này rất là dễ phối với trang phục, cũng dễ chịu cho nhiều cái kiểu người khác nhau, trẻ tuổi, lớn tuổi, nam hoặc nữ. Tình trạng như quý vị thấy đây nè, nó không có khuyết điểm gì cả, còn rất là hoàn hảo luôn. Nhờ camera cận vô cái baga sau, baga zin, nó có quá trình sử dụng thì nó có xước thôi. Đây hiện trạng bây giờ đang là xước nhẹ. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, sang tên toàn quốc 1% nha quý vị. Tới phần ô đô này em. Ô đô hiện tại 8.137 km. Cặp lốp zin theo xe. Heo dầu đĩa còn rất là đẹp, còn khá là dày. Em lưu ý cái phần bô nữa, cái bô mình còn đẹp này để cho quý vị khán giả người ta xem cho dễ. Rồi, heo dầu đĩa cũng còn rất là đẹp. Cái phần này quan trọng nè quý vị. Chỉ 81 triệu thôi. 81 triệu là quý vị đã sở hữu chiếc xe này về rồi. Nãy mình quên kể, còn chiến chiếu hậu đồ chơi này nữa cũng tốn kha khá lúa nha. Mình là Phan Thông Ô Tô, số điện thoại 0906662266. Quý vị xem video mà những quý vị đã đăng ký rồi thì nên có cái tương tác càng nhiều càng tốt. Quý vị nào mà chưa đăng ký thì rất là, nếu mà có cảm tình với Phan Thông chút xíu nào đó thì nên đăng ký hoặc nhấn cái chuông, rồi tương tác bằng cách nhấn like, thích hoặc là bình luận vô nữa, comment nữa quý vị. Càng nhiều tương tác, những người làm video như Phan Thông càng có động lực để mà trau dồi và sáng tạo nhiều hơn. Mình nổ máy chút xíu nha. Camera thấp xuống chút xíu. Kế bên này mình sẽ chèn một cái video khi chạy trên đường quốc lộ nha quý vị. Và chiếc xe này 150 nó ưu điểm rất là nhiều thứ. Cái ưu điểm của nó đầu tiên là vấn đề tiết kiệm xăng. Thông đi từ gần đây, thông mới đi từ mỏ Cà Bắc Bến Tre về thành phố Hồ Chí Minh đó. Từ thành phố Hồ Chí Minh, từ chính xác là từ ngã tư Hàng Xanh cho tới mỏ Cà Bắc thì bình xăng đầy, nó không có giảm xuống một vạch nào hết. Camera vô đây đi, anh mới dễ nói chuyện về cái vụ xăng này hơn. Cái vạch xăng đây hiện tại bị tổng cộng full của nó tới chữ F á, là full á, là 6 vạch. Đổ xăng đầy, thông đi từ Hàng Xanh tới mỏ Cài Bắc, nó chưa mất miếng nào. Rồi bắt đầu từ mỏ Cài Bắc mà ra về Hàng Xanh lúc đó là khoảng dao động từ lanh quanh 7 giờ tối thì nó xuống một vạch.
rồi về tới thành phố, tới Hàng Xanh, thông đi loanh quanh một hồi nữa nó mới còn cỡ này nè quý vị, tức là còn 2 vạch, tổng cộng full này là 6 vạch nha. Xe này rất là tiết kiệm xăng luôn. Cái ở đây nó có báo cái AVG là viết tắt của cái average, cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình á, thì cái mức này, mức 49.2 này là chưa tối ưu, là vì không có đi loanh quanh ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh rồi. Nếu mà đi đường trường quý vị, cái mức tiêu hao của nó phải là 1 lít đi được 52 cây số đó quý vị. Cực kỳ tiết kiệm luôn, mạnh. Nó mạnh lắm, máy 4 van mạnh mà. À, không so với các loại xe 150 cùng hãng thì tội nghiệp. Ví dụ như Airblade 150, Pacific 150 hay bất cứ thứ nào 150 thì chắc chắn nó khác rồi. Nó khác có nghĩa rằng nó không bằng á. SH 150 này so với 150 cái form trước đó là bắt đầu 17, 18, 19 vẫn không bằng. Trước đó nữa thì càng thua nữa, và cái trước đó nữa đó là SH 150 Việt Nam mẫu Ý hoặc là Ý luôn đó cũng không bằng. Không bằng về công suất, không bằng về công nghệ, cũng không bằng về cái độ tiêu hao nhiên liệu luôn. Hao xăng hơn, yếu hơn, công nghệ kém hơn, là tức là kém an toàn hơn. Rồi mình nói thêm tới đó thôi. Video đến đây xin phép kết thúc. Hẹn quý vị ở cái video khác nha. Xin chào tạm biệt.